Con, ơi, con lại đây với mẹ đi con. Con ơi, mẹ đừng bỏ mẹ con ơi. Con ơi, mẹ đừng ơi, bỏ mẹ con ơi. Con May đây mà mẹ ơi, mẹ ơi, con đây mà. Mẹ tỉnh lại đi mẹ chạy ơi, đi, chạy con đây. Đây mà, con May đấy. Mẹ ơi, không sao rồi mẹ ơi, không sao rồi, con đây mà. Mẹ lại mơ thấy anh hai nữa hả? Mẹ thấy anh hai con về nhà rồi. Mà nó không dám giữ. Nó đứng đằng kia kìa. Nó đứng ở ngoài nó nhìn mẹ. Mình nó ướt hết. Ướt nghe mà. Rồi mẹ thấy Tạo đi bắn tan nát hết. Quần áo nữa nhuộm đỏ hết rồi. Hôm nay ngày mấy rồi ạ anh? Hôm nay ngày 20 tháng 4 rồi. Vậy là còn 4 ngày nữa là đến ngày giỗ anh hai và đồng đội. Anh về phòng ngủ đi, em ở lại đây với mẹ. Việt Nam ơi, giống hùng. Khuya rồi mình đi ngủ hả mẹ? Mai vợ chồng con sẽ đưa mẹ đến đài tưởng niệm các anh. Em ngủ đâu Linh ơi, con lấy cái áo của anh hai cho mẹ đi. Dạ. Chờ đây mẹ. Con ơi, con hứa với mẹ, một năm là con sẽ về. Mà sao 34 năm rồi con vẫn chưa về à? Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung.